có 10 ngàn à. Bớt hả? Thì giá quy định rồi, cái bớt là sẽ bù đó. Giờ là mình đang đứng đây mình mua vé để mình vô trong công viên mình chơi. Hôm nay Ngọc sẽ đi hai chỗ, đó là công viên nước và Vĩnh Phú. Các bạn lên với Ngọc nha. Ngọc mời mấy bạn đi không có tính tiền nhưng mà chú ba thì cũng xe. Rồi, cảm ơn chị. Vô đây thì mình sẽ lấy dù miễn phí nha mấy bạn. Rồi lấy xe đạp nữa. Trời ơi, có chiếc xe đạp này chú ba. Xe đạp màu tím nữa. Ở đây thì người ta sẽ có bản chỉ dẫn nè, hai bên đường nè mấy bạn. Mình không biết thì mình cứ nhìn theo mình đi. Tại sao mình lãng gì vậy? À biết đâu, dưới xe nó lẹn lâu không có đạp xe này đâu có đạp được đâu mà biết. Trời ơi. Ờ lãng quá, từ từ. Ôi. Đó là công viên nước. Bây giờ thì Ngọc sẽ đi vườn thú, đi qua vườn thú trước. Nguyệt giọng đài, Nguyệt giọng đài cầu ước nguyện. Ê cái liệu của mình kìa chú ba. Ai đem cái liệu của mình ra đó kìa. Cái cứng quá vậy. Ủa rồi đi đường nào tới vườn thú nằm đâu? À thấy rồi, chữ đầu du kìa mấy bạn. Cuối đường á mấy bạn thấy không? Thấy chữ đầu du không? Không phải đầu du, mà cái gì tum 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 gì đó. Thì chợ viết lại tini, tini du. Đúng rồi. Nói vào rồi phải, trái kìa, từ từ. Té. Lấy dốc. Ủa bậy, lấy hơi lên dốc mà gặp anh này anh. Ủa, cái vụ mới cửa mới qua được. À, từ từ chú ba sao thấy hát không? Rồi, xuống. Anh cho em gửi con ngựa sắt ở đây nha. Ê. Rồi. Sức 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 tình cái dòng chú ạ. À. Dòng kim cương đâu? Cái quần à. Cái dòng này phải giữ kỹ mất là đền đó mấy bạn. Rồi. Mình sẽ đi qua cây cầu này là tới vườn thú. Đi lẹ đi chú ba. Hello chị. Chào em. Lẹ lên mấy bạn ơi. Ủa đó ra cây dù. Ủa gì ngộ vậy đã nè. Xách dù cho con chứ. Đây là con sông đi vô con sông nhỏ. Đó là con sông bự đi vô con sông nhỏ. Con sông này hình như là con sông Hàm luôn. Ờ mà đúng rồi chứ không có hình như chắc luôn. Nó là sông Hàm luôn á mấy bạn. Wow. Welcome to the zoo. Rồi giờ đi vô đây rồi đi tới đâu nữa. Thú ở đâu? Mấy bên tay phải của Ngọc là những con hu sao. Hello. Ở đây là mở cửa chắc khoảng 8-9 giờ sáng gì đó. Mà lúc nãy Ngọc vô là 3 giờ rồi. 5 giờ ở đây mở cửa cho nên bây giờ nó hơi vắng nha mấy bạn. Đóng cửa. Ủa lộn. Mệt này ghê luôn á. 5 giờ người ta đóng cửa cho nên là bây giờ mình đi là nó hơi vắng. Không có mình Ngọc mà rộng rãi thoải mái. Hello. Đây là ngựa vằn nè mấy bạn. Ủa này này người ta sơn vậy nó có bị tróc không? Ê lại đây hỏi này cái nè. Ê lại đây hỏi cái này nè. Người ta sơn con vậy rồi con có bị tróc sơn không? Hả? Trời ơi ai làm cái bờm tóc đẹp quá vậy? Salon nào vậy? Đẹp quá là lại nựng miếng thôi. Lại đây nựng miếng thôi. Trời ơi nó biết nghe á. Cái ghê không? Cái giọng đi coi kìa. Đưa cái đít lắc 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 y chang. Ủa ở đây nữa? Sao con này giống con ngoài kia mà? Ừ. Sao con? Hello con. Ơi cưng miếng coi. Nựng miếng. Ừ sao? Thân thiện dễ thương quá nè. Hu sao nè mấy bạn, trên mình nó có chấm chấm nè. Đây nó đang chuẩn bị mọc hai cái nhung nè. Hu quá, hai cái sừng. Đằng kia có hai sừng mini thấy thương quá ha. Gia đình chiều nghỉ ngơi vui vẻ quá. Ở đây con gì trong đây vậy? Con chim hả? Rồi bà đó bà gì vậy? Con gì chú bà? Con gì núi hay gì? Ở đây á, sao nó không có ghi tên ta? Có không? Ờ à, bên đó để hu sao mà bên đây không có để. Cái chỗ này không có để tên cái con này. Ngọc không biết cái con này tên con gì nữa. Đây nè, đây là công nè mấy bạn. Đây là chuồng công. Ủa không phải, ừ đúng rồi. Chim công trắng, khổng tước. Khổng tước là con gì? Chắc con này hả? Con này phải khổng tước không? Đó, thấy luôn. Đó, con bự là con chim công. Còn con nhỏ là con khổng tước. Con cò bự quá ha. Con công. Ủa sao nó là trắng?
Thì con công trắng đó, người ta kêu là chim công trắng đó. Ê con gì kìa, thấy thương quá vậy? Con dịch tài hả? Chú ba con gì vậy, nhỏ nhỏ kìa. Không biết dịch. Hình như con dịch tài hay con le le vậy á. Dịch tài gì mà kỳ vậy đâu phải. Vậy là con le le. Ờ con rắn nó rửa theo con gì kìa, nó. Sao công viên lại có bé nè vậy? Thấy ghê quá vậy. Mình đi mệt một vòng rồi mình mệt, mình có cái ghế nè mình ngồi mình nghỉ. Ở phía sau lưng Ngọc á là vườn nho, vườn hồng nho nhục. Mà giờ chưa có trái mấy bạn. Mấy cái bông này nó thơm nè, bây giờ tới chiều là nó bay rồi. Giờ tới chiều tới tối là bắt đầu nó tỏ mùi hương đó mấy bạn. Trang leo. Ủa bên kia nó con màu trắng, bên đây có con màu đen kìa. Mấy con bự quá hén, mấy con đó mà cho mình xuống mình cởi nó được không ta? Đập dịch. Bạn chú ba, bạn kêu chú ba. Đây là những con cù. Ủa con cù hả? Ủa bên kia nó be he mà. Gì? Con bên kia nó be he mà, con dê mà. Sao? Lại nựng miếng coi. Ừ sao? Chiều con ăn chưa? Sao không tắm mà vô hầy vậy? Hả? Thầy Biểu ơi, nựng miếng thôi. Thầy cưng miếng thôi. Ôi, không có cái gì cho con ăn hết trơn á hả? Bè. Bè. Ủa sao con cù mà nó kêu giống con dê quá chú ba? Không biết. Sao? Không sao, ôi thân thiện lắm mấy bạn, dễ thương lắm nè. Coi nè, nó lại nó cho mình nựng nè. Sao, chiều con ăn chưa? Hả, chiều ăn chưa? Ồ trời ơi, thấy thương quá vậy, ôi cưng quá à. Ủa, con nó dê hay cù vậy? Con là dê hay cù? Trời đất ơi, coi nè, coi con miếng cái mặt lên để cho nựng nè. Thấy thương vậy? Sao cưng quá vậy? Con miếng ơi, ôi thương quá à. Con miếng ơi. Trời đất ơi, ngoan ghê luôn á mấy bạn, coi nè. Rồi lên nựng cái để cho nựng vậy luôn nè, trời đất ơi, hai đứa nè, thấy thương quá. Sao hả, nhỏ mà nhoi 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 nè. Bye bye nha. Ồ rồi mới chiều lại thương nữa nha. Ồ không có gì cho ăn á, tội nghiệp quá. Bye bye. Ê chú ba, vườn rau organic kìa, lại đó tham quan coi người ta làm sao, về bắt trước. Rồi mình còn khúc bên kia nữa là mình sẽ hết cái vườn thú nha mấy bạn. Ngọc đi hôm nay là thứ bảy chủ nhật, gọi là ngày cao điểm, cho nên là Ngọc mua vé combo hai người mà đi vườn thú với công viên nước là 310k. Còn nếu mình đi ngày thường từ thứ hai cho tới thứ sáu thì cái giá nó sẽ rẻ hơn. Còn thứ bảy chủ nhật với lễ thì cái giá nó sẽ khác. Ê kangaroo. Ui. Ui. Này giống chuột cũng nhâm quá vậy. Người ta là chuột túi ông ơi, kangaroo. Ê sao nhỏ xíu rồi giống chuột cũng nhâm quá vậy. Ê hello con, lại đây chơi nè. Giống chuột cắm nhâm, giống con chuột cắm nhâm ở nhà chú ba. Kêu lại nó nhỉ, nó muốn lại gì kìa. Lại đây con, hello, lại đây, lại đây. Hello. Đây là bạn dê. Hello con, lại đây chơi. Ủa con dê nó có sừng luôn kìa chú ba. Lại đây con. Kêu lại cái gì kìa. Lại đây. Lại đây cưng. Lại đây nè. Lại đây nựng miếng thôi. Lại đây. Ấy, hỡi nó. Nó biết nghe nè, thấy thương quá nè. Ờ lại đây nựng miếng. Ờ lại đây sao. Ôi ôi chung quá trời vậy ta. Ôi sao lại thương miếng. Sao không chịu. Lại cưng mà sao không chịu. Ôi. Cái này á là Ngọc biết rồi. Lần sau mà Ngọc có vô đây á là Ngọc sẽ đem thêm một ít thức ăn để cho mấy em này ăn. Mình không có thức ăn á mình lợi cái nó chạy mất tiêu, nó không có ngoan. Nên mình có thức ăn thì tụi nó sẽ thích hơn. Rồi hết rồi hả? À, bên đây là con thỏ còn đang thi công chưa có hoàn thành. Có cái đó giống như cái chuồng cái gì mà để cho nó vô nó bò. Cái toàn toàn á. Lòng. Ê con bò kìa. Bò này tết người ta đi đuổi lô tô rồi sao nó còn ở đây. Mở cửa vô được hả anh? Ê, anh cho mở cửa vô.
đi đường nào vô? Đi đường này. Bỏ cái dù ngoài đây đi, vô đựng mấy con bỏ xíu. Đi, vô, đóng cửa lại nha chú ba. Ừ, con này nó có bầu hay gì nè, cái bụng nó quá tồi luôn. Cưng quá nè, rồi cái mặt nè thấy thương quá trời nha, hôi á. Nó rất là thân thiện dễ thương nha mấy bạn. Nó để cho mình nựng nó luôn á. Nè. Sao? Ồ, ra đè, ra đè. Nó không có đuôi, nó cục bụng. Kìa kìa, trong kia kìa, nó chui nè, nó núp ở đây nè. Yeah. Này, con này đặc biệt tại vì nó quá là sát lưng luôn. Cái lưng nó đánh nhau. Này mới đi bò nè. Thôi mệt, không đuổi nữa. Thôi mệt, nó đi ra không đuổi nữa. Thôi mệt đó. Nó coi giờ nó chạy coi coi. Đuổi nó mệt lắm. Đi ra. Ủa đi chỗ nào? Mở vô. Thấy thương quá à, mấy con thấy cưng quá. Nho kẹo. Đây cũng vườn nho nữa mà một cái giống khác nha mấy bạn. Bên kia là một cái loại khác. Trời ơi, nhà vệ sinh mà có cần phải đẹp vậy không? Dạ. Đúng rồi, dạ hồi nãy Ngọc nói đúng rồi đó mấy bạn. Con thiên nga trắng với con thiên nga đen. Hai con nó bự chành bành luôn. Ở đâu vậy? Ồ, cái đuôi dài hòn luôn. Bắt con màu xanh xanh ra cho được. Mở cái bự chứ, cái nó nhỏ. Nắng đêm theo con tròn giao lưu. Bắt cái nha là chơi là bình thường. Không cắn là hiện lắm. Được không chị? Được. Không có chạy luôn rồi. Đúng rồi. Đây là gồng Nam Mỹ hả chị? Con màu kia cũng là gồng Nam Mỹ nhưng mà á à, thôi ghê, móng nó nhọn. Chị ẩm gần giùm em đi. Hồi nãy quên, nhà em có con tròn. Em ẩm nó qua đây giao lưu với mấy bé này. Con tròn mà. Dạ. Nó không chịu ra, nó liền không? Y chang con tròn ở nhà của Ngọc luôn mấy bạn. Ẩm không biết chịu ra, giờ cẳng có nhiều móng nó là quấu trở lại thôi luôn. Đó. Cắn lộn ghê quá. Thôi nó dữ quá rồi. Đã tham quan xong cái khu vườn thú rồi đó mấy bạn. Bây giờ thì Ngọc sẽ qua công viên nước tắm thôi. Thì nói chung là ở đây thì cái công viên này nó không có nhiều thú nhưng mà cũng có chắc cả chục loại đó. Những cái con vật mà nó có thể sống được ở cái không khí của miền Trung, ủa lộn, không khí của miền Tây. Nó không có mấy cái con bự ha, không có mấy cái con mà voi bự chành bành vậy nè. Với con khủng long rồi á. Mấy cái đó phải cần diện tích lớn nữa. Ở đây thì mới chỉ có những cái con mà nhỏ nhỏ thôi. Nói chung là những cái con mà thân thiện, đáng thương. Dễ thương chứ không phải là đáng thương, dễ thương. Còn những cái con mà bự khổng lồ như con voi ma mút hay là mấy cái con kia thì ở đây nó không có. Tại diện tích hơi nhỏ. Bây giờ thì mình đi qua công viên nước mình bơi. Nhỏ nhưng mà đây là cũng dạng lớn nhất Bến Tre rồi. Đúng rồi. Công viên nước lớn nhất Bến Tre mà. Mấy bạn lên trên Google search ra công viên lớn nhất ở Bến Tre, công viên nước lớn nhất ở Bến Tre. Mới khai trương được có vài tháng. Dạ rồi, mình đi đường này ra ha. Rồi, cảm ơn nha.
rồi. Chuẩn bị 2, 3, chạy thôi. Cái này nó thắng mấy, nó thắng mấy vòng nữa mà tới đây nó thắng lại rồi, nó không chạy nữa. Tới đây á là mình phải hỗ trợ nó thêm một xíu nữa. Phút này không biết bị gì không biết. Rồi chuẩn bị nè, chạy tiếp nè. Có một cái khúc nó không có chạy. Hay là tại cái phao câu ngọc bự quá. Lên đó cái khúc giữa nó là phải bơi xuống một xíu nữa nó mới chịu chạy. Lên đây thì mình có thể nhìn thấy được toàn cảnh của cái công viên này luôn á mấy bạn. Cái bộ đồ của Ngọc màu vàng nó hợp với cái cầu thang này luôn mấy bạn. Ở trong đây thì Ngọc thấy là màu vàng với màu tím, có hai màu chủ đạo của nó. Đây là cái công viên, nhìn từ trên cao nè mấy bạn, công viên gần bờ sông á. Đó, vàng lè vàng tươi luôn. Chào anh. Thôi vụ mình có thang máy không anh, đi cho nó lẹ. Này để làm gì anh? Ủa mình cân rồi mình mới được vô đó hay sao? Đây là cái cân nè mấy bạn. Mình muốn qua mấy cái dòng tuột này nè là mình phải lên đây mình cân. Dạ rồi. Tèn. Bao nhiêu ký vậy? Ủa cái cân này nó bị hư rồi, nó nhảy tái lả số luôn anh ơi. Từ từ xuống đây. Xuống đây đi. Cái cân nó thấy Ngọc lên nó nhảy tùm lum số luôn. Rồi lên. Rồi lên nó nhảy đấy. Nó hư rồi. 4,3 đó, 4. Ủa gì 4,6 đó, 4,6kg đó, 4,2kg đó. Bảy cái cân anh bị hư nè, rồi. Nè, 42kg nè, lẻ mấy nè. Rồi. 42kg lẻ 6 nha mấy bạn. Trời ơi. Em thấy nó nhảy lung tung. Em chọn cái màu vàng này cho nó đẹp. Ê có thêm mấy bé nữa nè. Mấy bé này chơi với Ngọc nè. Rồi mấy bé này đi trước luôn, Ngọc chắc mấy bé đi trước luôn. Wow. Tới Ngọc. Anh ơi. Phải nằm hả? Đúng rồi. Nằm mà sao cảm này được? Không. Thì tới đó anh chỉ cho. Rồi mình nằm xuống nè. Rồi mình kéo hai chân lại. Hai cái tay này mình dựng lên đây. Dựng lên dai. Rồi cái tay một tay thôi. Kéo quỵ xuống. Quỵ nhẹ xuống. Đúng không? Rồi. Rồi giữ nguyên nha. Rồi. Rồi ok. Không biết chơi nó chơi lớn nổi rồi. Đấy, hai tay bệnh mũi lại, không có tay bệnh mũi nó chơi lỡ mũi rồi. Nó vô lỡ mũi một phút luôn rồi. Không sợ đâu cao mà chơi cái ở ngoài xe mình thấy được mặt trời, còn vô cái tối thui đó là thôi quéo luôn á. Cái này á vận tốc nó nhanh mà xuống cái mực nước này nó sâu nữa, rớt xuống đây một cái tẩm trời ơi.
mệt quá, tối nay về chắc ê ẩm lắm. Giờ Ngọc sẽ vô hai đồ đi về. Ủa mà đi về sao được? Lâu lâu ra thành phố đi ăn đi chú bạn. Ăn nữa, chơi bời xong rồi ăn, ăn xong rồi chơi. Chứ trời ơi, đi xuống nước lên là nó đói bụng. Chập chấp in một tấm hình đi về. Bye bye anh. Bây giờ Ngọc về là tới giờ đóng cửa luôn rồi đó mấy bạn. Họ vô trễ quá chơi chưa đã. Nhưng mà cái kiểu này chắc phải quay lại quá, tại vì Ngọc mới đi hình như là có hai cái à, còn mấy cái nữa luôn. Giờ đi về kiếm đội đi tiếp. Ở bên đây đóng cửa sớm quá à, 5:30 là đóng cửa rồi. Đi ra. Ủa đường này hả? Ra đường này phải không anh? Bơi. Bơi bơi có mấy vòng giờ xuống không biết đường ra luôn mấy bạn. Nhướng cái bụng. Ngọc tưởng là mình mua vé vô rồi vô đó mình chơi cái gì là mình mua nữa, nhưng mà không có. Vô cổng là mua một lần là mình đi vô đó mình chơi hết mấy trò chơi trong đó luôn. Vậy cũng tiện. Do đó mình khỏi phải thấy nữa, mình thay đồ rồi mình cứ việc chơi, thích nào chơi đó, chơi đã ra, không có giới hạn thời gian luôn. Giờ thì đâu có giới hạn đâu, nãy vô mua vé rồi đi vô chơi mấy trò chơi, con chơi đâu có tiền đâu. Ờ. Chỉ có cái ví dụ mình vô công viên nước là mình mua vé vô công viên nước, còn mình đi vườn thú là mình mua vé của vườn thú. Chứ mua vé công viên nước mà vô vườn thú thì chắc không được. Ở bên đây cũng có dịch vụ ăn uống nữa. Ai muốn ăn uống thì ở lại ăn. Ủa rồi đi lấy xe đi đường nào? Đường này vô được mà đúng không anh? Nó chưa có hoàn thành, nó còn quá trời chỗ đang thi công luôn kìa mấy bạn. Nó còn mở rộng ra còn nhiều thứ lắm, còn nhiều khu để mình khám phá để mình chơi lắm. Có phá gì đâu, qua đây là không có dính phá. Không trời ơi, già đầu rồi không có đi xuống dưới đó mà tè bậy bạ không à. Em bé mà dưới bao nhiêu tháng tuổi hay là bao nhiêu mà còn phải bịch tả nữa đó, trong đó nó có ghi bản luôn á, không có được tè dưới đó.